Bỏ ra hàng tỷ đồng để tổ chức nhạc hội đón đầu sự kiện khuyến mãi 11 tháng 11. Doanh nghiệp thương mại điện tử này muốn đổi lại vài phút để kích thích người xem săn mại giảm giá trên ứng dụng, đồng thời kích thích dùng ví điện tử mà doanh nghiệp vừa tích hợp được vào hệ sinh thái, khi một phần tiền khuyến mại sẽ được đổi trực tiếp vào ví. Với việc tích hợp ví điện tử từ bên thứ ba vào hệ thống, chúng tôi muốn người dùng của mình có thể thanh toán bằng bất kỳ hình thức nào mà họ muốn, qua đó tiếp tục thể hiện chiến lược lấy trải nghiệm người dùng làm trung tâm. Không chỉ đơn giản là đáp ứng nhu cầu thanh toán, giới doanh nghiệp cho rằng khi có được ví điện tử, doanh nghiệp sẽ linh động hơn khi thực hiện các chương trình marketing khuyến mãi, đặc biệt trong những thời điểm cạnh tranh gay gắt như mùa khuyến mãi của năm. Chẳng hạn nếu có ví điện tử, doanh nghiệp có thể triển khai hình thức hoàn tiền vào ví, thay vì chỉ đơn thuần là giảm giá một lần. Khoản tiền hoàn vào ví này có tác dụng kích thích người dùng quay trở lại mua sắm cao hơn nhiều. Sau một thời gian áp dụng và nhận thấy hiệu quả, đại diện sàn thương mại điện tử này cho biết sẽ tiếp tục chiêu thức hoàn tiền vào ví trong dịp khuyến mãi cuối năm để làm lợi thế cạnh tranh. Thì cái khác biệt chúng tôi thấy so với năm trước là cái khả năng chấp nhận thanh toán trực tuyến của khách hàng nó dần dần nó được mở ra rất là nhiều. Có vẻ như họ bắt đầu nhận thấy được cái độ tiện lợi cũng như cái khả năng phối hợp giữa của các ngân hàng để hỗ trợ tín dụng khi mà họ mua sắm. Chỉ trong vòng nửa năm qua, các doanh nghiệp đầu ngành thương mại điện tử đều lần lượt công bố và tích hợp ví điện tử vào nền tảng của mình, rồi không hẹn mà gặp tung ra các chương trình khuyến mãi thông qua ví điện tử trong dịp 11 tháng 11. Và đây cũng chỉ là dịp bắt đầu cho cuộc cạnh tranh hạ tầng thanh toán điện tử vẫn còn dài phía trước.